vận động viên Việt Nam nhận thưởng nóng đầu tiên tại SEA Games 32. Cặp kỳ thủ tôn nữ Hồng Ân, Phạm Thanh Phương thảo nhận thưởng nóng. Wendy từ Liên đoàn cờ Việt Nam sau khi mở hàng huy chương vàng HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Chiều 25, đội tuyển cờ Úc, Ao Trách Trang báo tin vui khi cặp vận động viên tôn nữ Hồng Ân, Phạm Thanh Phương thảo đã cầm chắc huy chương vàng nội dung đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn 2. Ngày 60 phút, dù còn một lượt cuối chưa đấu với Lào, ngày 6 tháng 5. Ngay sau khi giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, Hồng Ân, Phương Thảo đã nhận thưởng nóng 2.000 USD từ Liên đoàn cờ Việt Nam. Dự kiến ngày trao huy chương chính thức, 6 năm, đại diện đoàn thể thao Việt Nam và nhà tài trợ sẽ có mặt trao thưởng cho cặp kỳ thủ này. Tại SEA Games 32, ngoài mức thưởng theo quy định nhà nước huy chương vàng 45 triệu, huy chương bạc 25 triệu, huy chương đồng 20 triệu. Các vận động viên giành huy chương còn nhận thưởng nóng theo mức dự kiến 10 triệu đồng mỗi huy chương vàng, 5 triệu đồng mỗi huy chương bạc, 3 triệu đồng mỗi huy chương đồng từ đoàn thể thao Việt Nam thông qua nguồn tài trợ. Ngoài ra, chủ nhân những tấm huy chương còn nhận thêm thưởng tiền từ các liên đoàn, nhà tài trợ, địa phương, đơn vị chủ quản. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với 702 vận động viên, tranh tài 30 trên 36 môn. Mục tiêu giành 90 đến 120 huy chương vàng và xếp top 3 toàn đoàn. Cờ Ao Trách Trang, còn gọi là cờ Khmer hay cờ Ốc, là môn cờ truyền thống của Campuchia, lần đầu được đưa vào hệ thống thi đấu SEA Games. Đội tuyển cờ Ao Trách Trang Việt Nam dự đại hội với 15 thành viên, trong đó có 11 vận động viên, chủ yếu là các vận động viên môn cờ vua chuyển sang. Là đội lĩnh ấn tiên phong của đoàn Việt Nam khi ra quân từ 29-4.